Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể con cháu đồng ngoại trong dòng tộc họ Giang. Ngày mai là ngày 10 tháng 2 năm Quý Mão, là ngày kỷ của khởi tổ Khang Đa Đường. Cập thanh niên tiết, hôm nay con cháu ở bốn phương hội tụ về từ đường Đông Hủ để thắp hương tế tổ. Sau đây là lễ phủ xoan lễ vật.
quý rai quý tiến
Thượng
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thần phục con kinh nhân thoát chế tứ quý mau niên xuân thiên nhị nhật sơ thập nhật ninh bình thủy gia biết nhận ra là xã cầu bằng thôn đồng tộc khang viết về hữu kỳ nhật phan quý công tử ba lượng cập thanh minh tiết đồng tộc cẩn thị tu thiết lễ vật phù lưu thiết lập linh điện thiết lập từ đường thiết lập tiền đường cảm chi có vô cùng minh tam vị thánh tổ phan pháp hoa thượng thượng đẳng thần cung minh phan pháp thức phan pháp giác tâu thần vị tiền cung minh lê tiên nguyên hữu tử hiền cung minh lê tiên nguyên hữu tử vân thượng thượng đẳng thần cung minh nguyễn quý công tử quý dưỡng cung minh phan quý công tử bá lượng cung minh lê tiên nguyên hữu tử hai cung minh phan quý công tử bình nhâm cung minh nguyễn tiên nguyên hữu tử trâm cung minh phan tiên nguyên hữu tử triệu thượng đẳng thần cung minh phan tiên nguyên hữu tử công thượng đẳng thần cung minh phan quý công tử bình nhiễm cung minh phan quý công tử đình khẩn cung minh phan quý công tử đình dụ cung minh nguyễn tiên nguyên hữu tử thọ cung minh phan quý công tử đình giác cung minh dương tiên nguyên hữu tử hoàng cung minh dương tiên nguyên hữu tử nhạc cung minh phan quý công tử đình chấn cung minh bùi tiên nguyên hữu tử khuyên cung minh phan quý công tử đình lễ cung minh nguyễn tiên nguyên hữu tử tý cung minh phan quý công tử đình dung cung minh đinh tiên nguyên hữu tử tơ cung minh phan tiên nguyên hữu tử mẫn cung minh phan tiên nguyên hữu tử mẫn cung minh phan quý công tử đình sới cung minh đinh tiên nguyên hữu tử tỉnh cung minh phan quý công tử đình thoa cung minh trần tiên nguyên hữu tử trúc cung minh phan quý công tử đình khuê cung minh lê tiên nguyên hữu tử thưởng cung minh phan quý công tử đình quyền cung minh trần tiên nguyên hữu tử đặng cung minh phan quý công tử đình nghi cung minh phạm tiên nguyên hữu tử thoi cung minh phan quý công tử đình ác cung minh trần tiên nguyên hữu tử khâm cung minh phan quý công tử đình độ cung minh phan quý công tử đình đạt cung minh phan tiên nguyên hữu tử mến cung minh phan quý công tử đình dị cung minh nguyễn tiên nguyên hữu tử hiên cung minh phan tiên nguyên hữu tử hĩ cung minh phan quý công tử đình nhưng cung minh phan quý công tử đình liêu cung minh vũ tiên nguyên hữu tử luật cung minh phan tiên nguyên hữu tử tị cung minh lê quý công tử đình túc cung minh phan tị tị cung minh phan quý công tử đình trí cung minh đinh tiên nguyên hữu tử hứa cung minh phan quý công tử đình hỉ cung minh nguyễn tiên nguyên hữu tử hoan cung minh phan quý công tử đình thị cung minh nguyễn tiên nguyên hữu tử bào cung minh phan quý công tử đình út cung minh đinh tiên nguyên hữu tử dãnh cung minh phan tiên nguyên hữu tử ốc cung minh phan quý công tử đình khâm cung minh phan quý công tử đình thiết cung minh nguyễn tiên nguyên hữu tử yết cung minh phan tiên nguyên hữu tử đích cung minh phan quý công tử đình sủng cung minh phan quý công tử đình nhân cung minh đinh tiên nguyên hữu tử si cung minh phan quý công tử đình đồng cung minh hoàng tiên nguyên hữu tử tẹo cung minh phan quý công tử đình dốc cung minh phạm tiên nguyên hữu tử hến cung minh phan quý công tử đình bích cung minh phan quý công tử đình chuân cung minh nguyễn tiên nguyên hữu tử bé cung minh phan quý công tử đình chỉ cung minh phan tiên nguyên hữu tử lần cung minh phan tiên nguyên hữu tử lửa cung minh phan quý công tử đình nhu cung minh phan tiên nguyên hữu tử hiền cung minh phan tiên nguyên hữu tử tên cung minh phan quý công tử đình tường cung minh phan quý công tử đình cương cung minh phan quý công tử đình ký cung minh phan quý công tử đình kỷ cung minh phan quý công tử đình nghiễm cung minh đinh tiên nguyên hữu tử hào cung minh phan quý công tử đình khảm cung minh bùi tiên nguyên hữu tử ốc cung minh phan quý công tử đình sống cung minh bùi tiên nguyên hữu tử viễn cung minh phan quý công tử đình đán cung minh nguyễn tiên nguyên hữu tử hò cung minh phan quý công tử đình giao cung minh phan tiên nguyên hữu tử đích cung minh phan quý công tử đình sủng cung minh nguyễn tiên nguyên hữu tử sẹo cung minh phan tiên nguyên hữu tử giản cung minh phan quý công tử đình phúc cung minh bùi tiên nguyên tử bích cung minh phan quý công tử đình lập cung minh phan quý công tử đình khánh cung minh phan tiên nguyên tử hợi cung minh phan tiên nguyên tử dậu cung minh phan quý công tử đình liều cung minh nguyễn tiên nguyên tử vấn cung minh phan quý công tử đình lã cung minh cao tiên nguyên tử mai cung minh phan quý công tử lê quý công tử đình tích cung minh phạm thị xuyên cung minh
Lê Văn Pha Công Minh, Lê Văn Phê Công Minh, Lê Văn Phi Công Minh, Phan Quý Công từ Bình Dương Công Minh, Hoàng Tiến Minh Hữu Tử Trong Công Minh, Nguyễn Tiến Minh Hữu Tử Tâm Công Minh, Phan Quý Công từ Bình Nho Công Minh, Trần Tiến Minh Hữu Tử Tình Công Minh, Phan Quý Công từ Bình Xếp Công Minh, Phan Quý Công từ Bình Thêm Công Minh, Phan Quý Công từ Bình Tá Công Minh, Phan Quý Công từ Bình Chi Công Minh, Phan Quý Công từ Bình An Công Minh, Phan Quý Công từ Bình Hường Công Minh, Nguyễn Tiên Lương Tử Trinh Công Minh, Phan Tiên Lương Tử Ngâm Công Minh, Phan Quý Công từ Bình Xê Công Minh, Phan Quý Công từ Bình Thâu Công Minh, Nguyễn Tiên Lương Tử Đun Công Minh, Phan Quý Công từ Bình Xuyến Công Minh, Phan Tiên Lương Tử Quyến Công Minh, Phan Tiên Lương Tử Xuyên Công Minh, Phan Tiên Lương Tử Nghiến Công Minh, Phan Quý Công từ Đình Án Công Minh, Phan Quý Công từ Đình Trừng Công Minh, Phan Tiên Hữu Tử Trừng Công Minh, Phan Quý Công từ Đình Trang Công Minh, Phan Quý Công từ Đình Cơ Công Minh, Phan Tiên Hữu Tử Cháu Công Minh, Phan Quý Công từ Đình Ngọc Công Minh, Phan Quý Công từ Đình Thạch Công Minh, Phan Quý Công từ Đình Tín Công Minh, Nguyễn Tiên Hữu Tử Út Công Minh, Bùi Tiên Minh Hữu Tử Nhãn Công Minh, Phan Văn Tiêu Công Minh, Phan Quý Công từ Đình Tầm Công Minh, Phan Tiên Minh Hữu Tử Lực Công Minh, Phan Tiên Minh Hữu Tử Hồi Công Minh. Trong giải tạo cao vi tổ hạ tổ huyền kiến chi tổ ba đại minh cô nhi thủ muội chữ thực vô danh ngữ danh vô thực gắn ngược di điện gắn ngược tiền đường gắn ngược tiền đường chấp lễ chấp bái bảo hộ đời trọng thủ tướng nhân khăn tịch vì gặp bạn thì lành tránh bạn trọng chữ cầu tài tài cầu được mất lập cầu sát được vậy và dự gia thành thành đem đến những tâm thứ xa phương bách thức cùng chẳng cử ca chương để tham mô bao nhiêu. Còn các cụ ở thường nói cây có gốc nước có nguồn, nhà có gốc bền rễ sâu, cây mới tươi cảnh xanh lá, nhà có nguồn nước mát rạt rào, sông suối mới không bao giờ vơi cả. Con người cũng vậy, phải có tổ tiên ông bà cha mẹ rồi những con cháu. Vậy nên chúng ta phải ghi nhớ câu nói từ ngàn xưa, con người có tổ có tông như cây có cội như sông có nguồn, thấm nhuần truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Con cháu luôn luôn hướng về cội nguồn, nhớ tới ngọn ngành dòng tộc, lấy việc tôn kính tổ tiên là quý trọng. Bởi thế công đức tổ tôn nghìn năm thịnh hiếu hiền, con cháu vạn đời vinh. Kính thưa các cụ, kính thưa dòng họ, bằng giờ này năm ngoái dòng họ lên phương án làm mới ngôi đường. Qua một năm nhờ có sự đóng góp của ông các bà và toàn thể anh chị em trong dòng họ, người bắc của người hốc công, hôm nay ngôi từ đường mới đã được hoàn thành rất khang trang lộng lẫy. Các ông các bà cũng như con cháu đang sinh sống ở mọi miền tổ quốc, không ở mảnh đường sáng xa xôi như thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Nghệ An, Hà Giang, Tuyên Quang, các ông các bà cũng đã về đây cùng bà con trong núi Tre Xanh cùng nhau lướt tâm sáng rửa cơm canh hoa quả tiền bạc đốt nắng hương hương để dâng lên cúng tổ. Cháu đại diện cho ban tổ chức xin kính chúc các ông các bà, kính chúc các vị khách quý sang năm mới luôn 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 được mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Kính thưa các ông các bà, trong một năm qua ban tổ chức chúng cháu đã nỗ lực hết khả năng để làm cái công việc của họ giao cho, là làm toàn bộ những khuôn viên ngôi từ đường, từ nhà phòng cho đến nhà thờ hôm nay. Trong cái quá trình làm cũng có nhiều những khó khăn về tiền bạc cũng như về vật chất, nhưng hôm nay cũng đã hoàn thành công việc đã xong rồi. Cháu có thay mặt cho ban tổ chức cũng có ý kiến về cái việc sau này để con cháu và anh em đều có trách nhiệm trông giữ từ đường, bảo vệ và bảo quản. Từ đường làm hoàn toàn bằng gỗ, cho nên việc thờ cúng ai đã đưa đến thắp hương từ đường sau khi hương đã cháy hết, trước khi ra về phải tắt đèn, tắt mát để cho bảo đảm về vấn đề phòng cháy chữa cháy.
và việc là trong quá trình con cháu đưa tâm về từ đường thì xin ban tổ chức là xin thông báo là sẽ nhận bằng tiền thì nhà thờ của mình là khuôn viên có vậy thôi, mà giờ ai đưa tâm vào bằng hiện vật, ví dụ như là các cái đồ thờ thì nó chật chội, cho nên là nó không đồng bộ. Thì việc này là cháu cũng xin ý kiến là báo cáo thì dòng họ là đưa tâm bằng tiền để cho ban tổ chức sắm sửa cái gì đó để cho nó phù hợp. Cái thứ ba nữa là khuôn viên hàng nhà thành nhà từ đường đã hoàn thành rồi, thì ban tổ chức cháu cũng có ý kiến là tất cả cái các cái kiến trúc đã như thế này rồi, sau này con cháu chỉ có việc bảo quản trùng tu, chỉ có thiên tai hay là vì động đất gì đó mà bị hỏng thì mới sửa lại, chứ còn thì không phải là lúc nào cũng có thể là đưa ra bảng bạc là một vài năm sau lại thay đổi, rất khó. Nên là cũng là xin ý kiến là các ông các bà và anh em trong dòng họ như vậy. Thế thì công việc của từ đường vẫn còn, ban tổ chức vẫn tiếp tục để làm tiếp cái phần việc còn lại, như là làm những cái danh chứ và các cái phần mộ của các cụ hiện nay là cũng chưa hoàn thành, nhưng thôi để thông thả một vài năm tới là con cháu sẽ làm các cụ như là khu mộ tổ, hiện nay là tưởng bao chưa có mà cũng đang chưa được hoàn thành lắm, nhưng vì mấy năm nay là rằng họ làm rất nhiều việc, cho nên là việc sửa lại phần mộ các cụ, tôi xin các cụ là cho phép là con cháu thương thư một vài năm để rồi con cháu lại tiếp tục để làm tiếp cái phần việc của các cụ. Báo cáo với là dòng họ như vậy. Thì sau đây thì cháu cũng xin báo cáo với dòng họ là trong quá trình xây dựng thì ban tổ chức cũng chưa kết toán được rõ ràng vì còn đang tiếp tục. Năm công Cánh Thành cháu cũng đã thông báo là cũng gần 6 tỷ. Thế thì cái việc nói thì hôm nay có tất cả các ông các bà xa gần cháu cũng cứ lên tiếng là kêu gọi các cụ đưa tâm. Thôi thì một nén cũng thương một đồng cũng quý để thêm viên gạch oxy vào việc để xây dựng từ đường. Hiện nay chúng cháu vừa rồi là lắp thêm bộ cánh cửa này cũng gần 100 triệu, nhưng mà thôi thì cứ xin ý kiến với bộ như vậy để tâm vào. Thì còn việc này vẫn rất nhiều, nhưng mà thôi thì ai có sức đến đâu thì đến đó, chứ không bắt buộc báo cáo với dòng họ như vậy. Cháu cuối cùng là cháu lần nữa cháu xin chân thành cảm ơn các ông các bà và anh chị em đã về đây để dự cái buổi thanh minh tổ hôm nay. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa các cụ ông, cụ bà và toàn thể anh em con cháu trong dòng họ, kính thưa quý vị khách quý, lời đầu tiên cháu thay mặt cho ban tổ chức xin gửi tới các cụ ông, cụ bà và toàn thể anh em con cháu trong dòng họ lời chào trân trọng nhất. Kính thưa dòng họ, hôm nay với sự thành kính của tổ tiên, anh em con cháu khắp mọi miền tổ quốc, không quản đường xá xa xôi đã về tham dự đông đủ. Cháu tên là Phan Văn Tiệp, là cháu nội của ông Phan Văn Út, xin đại diện cho quân khu miền Nam gồm con cháu của ông Lan, con cháu của ông Sáu, quân khu Hà Giang gồm con cháu của ông Bảy, quân khu Tuyên Quang gồm con cháu của ông An, ông Nền, bà Năm, bà Lát, tổng cộng là 25 người đã về tham dự. Đến giờ phút này công việc của dòng họ Giao đã hoàn thành, xin bàn giao lại cho anh Phan Minh Trường. Một lần nữa xin cảm ơn các cụ ông, cụ bà, anh em nội ngoại trong dòng họ đã giúp đỡ buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Đã tổng số tiền là 16 triệu. Cảm ơn ông Phan Văn Tiệp đã thông qua bản thông qua cái chương trình mà giới thiệu về đoàn đã về 25 người và đã ủng hộ tham gia vào lành hôm nay là 16 triệu. Để tiếp theo cho chương trình bàn giao thì ông Phan Văn Trường của năm 2024. Dạ vâng, trước mắt là xin cảm ơn các ông các bà, xin kính thưa các ông các bà, các vị khách quý cùng toàn thể anh chị em đời ngoại trong dòng họ. Hôm nay cháu rất vinh dự được nhận lệnh
của dòng họ giao cho cháu, xin đại diện cho gia đình chú Tuấn, gia đình chú Tuấn và các cô cố gắng hoàn thành trách nhiệm của nhà mình trong năm 2024. Một lần nữa cháu chân thành cảm ơn tới các vị khách quý và các ông các bà, xin kính chúc sức khỏe toàn thể các cụ, các ông các bà và toàn thể dòng họ một năm mới an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn ạ. Tiếp theo chương trình, tôi xin mời một vị đại diện cho hội dâu con lên để. Kính thưa các ông, các bà, nội và ngoại, tất cả anh em gần xa, cháu nay thay mặt hội dâu con, cháu có ý kiến một tí của quý của hội một tí ạ. Quý của hội 2022, tổng số tiền thu mới là được 10.930.000 đồng, còn số tiền cũ là 12.620.000 đồng, tổng số tiền là 23.550.000 đồng, số tiền chi của năm 22 là 14.435.000 đồng, số tiền còn lại là 9.015.000 đồng. Cháu xin thay mặt cho hội là cảm ơn các ông các bạn nội ngoại. Qua ý kiến của bà Hánh, hội trưởng hội dâu con thay mặt cho ban đã tổ chức của họ, xin chân thành cảm ơn hội dâu con đã rất nhiệt tình từ dòng vùng một quét dọn và thờ cúng các cụ một cách nghiêm trang. Đây là một cái công lao không kể được. Ở đây tất cả mọi bà dâu con trong họ và từ gần xa đều có quyết tâm để làm cái này. Tôi xin đề nghị toàn họ ta cùng chia sẻ với các bạn hội dâu con. Tiếp theo chương trình, xin mời hội khuyến học. Kính thưa các ông, các bà, các cô, các bác cùng tất cả các anh, các chị trong toàn họ, cháu đại diện cho hội khuyến học của họ lên xin thông qua cái quỹ hoạt động của hội khuyến học. Thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, hội khuyến học của họ ta thì tổng quỹ năm ngoái còn 23.610.000, thì chúng ta năm nay thì cũng đã báo cho tất cả các anh các chị là có con em có giấy khen đến nộp để nhận thưởng, nhưng mà vì năm nay là không tổ chức từ tối hôm trước cho nên là hôm qua cũng không thấy có cháu nào đấy cho nên là chưa phát được, thì hội cũng sẽ phát trong chiều nay và ngày mai hoặc là đến rằm tháng 7, nếu mà cháu nào đưa thì sẽ phát tiếp, tại vì là hôm qua báo nhưng mà không có, tại vì không tổ chức nên các cháu nó không đến được, cho nên là hội cũng sẽ phát sau. Và tổng quỹ là còn 23.610.000, thì trong khi đó là họ còn đang vay 10 triệu, thì chúng ta đấy. Hai nữa là cái năm nay quỹ khuyến học cũng kêu gọi tất cả các ông, các bà, các cô, các bác, anh, các chị là ủng hộ khuyến học. Hiện tại là mới có 12 gia đình ủng hộ, thì mong các ông, các bà, các anh, các chị ta ủng hộ để cho nó được nhiều hơn. Và tiếp theo thì cũng thay mặt cho hội thanh niên cũng thông báo cái quỹ của hội thanh niên. Thì thưa các ông, các bà, các anh, các chị, các bác, các chú, thì hội thanh niên của họ cũng hoạt động rất là năng nổ. Vừa qua cũng anh Liên cũng được bầu làm bí thư đoàn của họ, anh cũng làm rất tốt tất cả các phong trào, ví dụ như ngày mùng 9, tối mùng 9 và tối 14 của rằm tháng 7 thì thanh niên luôn tổ chức tất cả các phong trào để cho chúng ta cả họ về tụ tập lại để cho chúng ta có đoàn kết hơn. Và được cái sự hoạt động như thế cũng nhờ hết sự đóng góp của các ông, các bà, các anh, các chị và quỹ thanh niên của họ Phan, thì
thưa các ông các bà, đến bây giờ là còn 26 triệu. Thì tất cả những cái việc mà khi họ cần thì thanh niên chúng cháu cũng luôn là xuất cái quỹ này ra. Thì để được cái kết quả này cũng mong tất cả các ông các bà, các anh, các chị, các bác ủng hộ cho thanh niên. Đến đây là cái phần thông qua quỹ khuyến học và quỹ thanh niên hết. Xin cảm ơn tất cả các ông các bà, các bác. Tiếp theo chương trình, tôi xin kính mời đoàn đại biểu Hội Nguyễn có lễ vào để dân hương. Kính thưa các cụ tiên tổ, kính thưa các bác, các cô, các chị, các chú, các cô, cùng toàn thể các cháu trong họ ta, thưa toàn thể các vị khách quý. Thì báo cáo với các bác, với lại các cô, các chú, các cháu, thì tôi là Phan Văn Bảy, công tác ở tận Hà Giang, cách bên mình chúng ta khoảng hơn 400 km. Thế là năm 2023 thì chú cháu chúng tôi được họ ta ủy quyền là giao là thực hiện cái lệnh của năm 2023. Thì trong quá trình tổ chức thực hiện thì cái lệnh là chúng tôi thì cũng có ở trong Lâm Đồng, ở Hà Giang, rồi Tuyên Quang. Thế nên là trong quá trình tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ của mình ấy, thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái sai sót, sơ suất. Mong họ ta hết sức thông cảm. Thế thì là người con của họ, thế nhưng mà anh em chúng tôi là đi làm ăn, công tác ở rất xa, thế nên là việc làm từ đường và tất cả các vấn đề thì để trông chờ vào các cái mạnh thường quân của họ, cũng như là anh em người góp công, người góp của họ. Thì cái này thì chúng tôi cũng là rất là quý cái tình cảm cũng như là cái công sức của anh em họ ta trong cái việc xây dựng cái nhà ở của họ. Để báo cáo với các cụ tiền tổ, như là các anh, các chị, các cô, các chú và toàn thể các cháu trong họ ta, thì để mà phát huy được cái truyền thống đó, và cũng như là trong cái quá trình thực hiện để cha duy trì những thời gian vừa qua, thứ nhất là ban tổ chức của họ, thứ hai từ cái ban tổ chức đó đã thành lập lên được các cái tổ chức điểm cũng như là các cái hội, như là hội dân quan mà như hôm nay ấy cháu báo ra nói đấy, là cái hội dân quan nó có rất là nhiều công sức đối với cái việc là duy trì là cái hoạt động của bảo tàng. Thứ hai nữa là cái đoàn thanh niên thì chúng tôi không về được, nhưng mà chúng tôi thường xuyên theo dõi những cái Zalo và một số cái thông tin khác, thì thấy rằng là cái quá trình xây dựng nhà thờ ấy, thì ngoài cái việc ủng hộ của các mạnh thường quân cho họ ta ra, thì cái sự đóng góp của đoàn thanh niên từ các cái công việc làm cho đến cái việc làm sao rất là tốt, cũng như là cái hội trung học. Thì báo cáo về qua cái phát động của ban tổ chức họ, cũng như là cái ý kiến báo cáo của đoàn thanh niên, cũng như là cái hội khuyến học, hội khuyến học, thì để mà góp thêm những cái phần phát sinh thì chúng tôi, anh em chúng tôi ấy ở Lâm Đồng cũng như là ở Hà Giang hôm qua ấy, cũng sẽ ủng hộ thêm để làm cái cổng cũng như là cái lặt vặt một cái số tiền rất nhỏ để cho cái tích tiểu thành đạt, thì chúng tôi sẽ góp thêm một chút nữa. Sau khi chúng tôi về Hà Giang thì chúng tôi sẽ gửi lại cái ban tổ chức. Và cuối cùng xin chúc toàn thể họ ta mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi xin kính mời ông Thắng, đại diện cho chi một của Đô Phạm, có đôi lời phát biểu. Kính thưa các ông, các bà, các chú tím, hôm nay thì trưởng đoàn giám thỉnh cháu và các thím và các em ngay ở ngoài họ Phan, thôn Đô Phan ý nghĩa là có thẻ hương để dâng lên tổ đường. Và đầu xuân mới cháu xin chúc tất cả các ông, các bà, các chú, các thím có một sức khỏe mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Cháu xin cảm ơn. Thank you.
khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về dập bươm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về dập bươm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi.